thì căn cứ điều 104 Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến bà mẹ Việt Nam anh hùng thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng. Ngoài ra, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 khi mua nhà ở, thuộc loại nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở, đang thuê thuộc sở hữu của nhà nước, theo Nghị định số 61 năm 1994 của Chính phủ cũng sẽ được miễn tiền sử dụng đất Căn cứ Điều 105, Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ quy định giảm tiền sử dụng đất trong hạng bức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với các đối tượng sau đây Thứ nhất là giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. Thứ hai là giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. Đối với thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, như hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Thứ ba là giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. Đối với thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bét, tù đầy. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc kỳ công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến và thân nhân của liệt sĩ. Thứ tư là giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế và người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huy chương kháng chiến lưu ý chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho một hộ gia đình do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Còn trường hợp người có công đồng thời là thân nhân của liệt sĩ thì chỉ được hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng. Thì vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103 Năm 2024, quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, căn cứ quy định tại điều 18, Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ, thì việc miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cụ thể là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong hạng mức đất ở cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính. Trường hợp thứ hai là người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Trường hợp thứ ba là đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Trường hợp thứ tư là giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở, phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi. Trường hợp thứ năm là là diện tích đất tại dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng xây dựng cơ sở lưu giữ trò cốt mà chủ đầu tư bố trí để phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng Biển tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạng mức giao đất ở, bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng mà thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác quy định tại khoản 2, điều 157 luật đất đai năm 2024 sẽ do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ quy định. Sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất mà không phải làm thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất tính tiền sử dụng đất được miễn theo quy định tại khoản 3, điều 157 Luật Đất đai năm 2024 thì khi làm thủ tục giao đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm thống kê tổng hợp các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện người đã được miễn tiền sử dụng đất, không đáp ứng điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất nếu có, thì cơ quan, người có thẩm quyền gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ra soát, xác định việc đáp ứng các điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất. Nếu người đã được miễn tiền sử dụng đất không đáp ứng điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai báo cáo ủy ban nhân dân cung cấp quyết định thu hồi việc miễn tiền sử dụng đất và chuyển thông tin cho cơ quan thuế để phối hợp tính thu nộp tiền sử dụng đất phải nộp theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất và khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế